quý vị và các bạn, năm 1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập với bộn bề những khó khăn, tổng thu ngân sách của cả năm khi đó chỉ đạt gần 100 tỷ đồng. Và đến nay thì qua 9 tháng của năm 2023, tổng thu ngân sách đã đạt 23.000 tỷ đồng. Để Hưng Yên có được như ngày hôm nay, không thể không kể đến vai trò to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà. Nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2023, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề Doanh nghiệp Hưng Yên đột phá. Và xin được giới thiệu các vị khách mời trong trường quay ngày hôm nay, đó là bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. Và xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoan, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Thanh Tùng. Thay mặt những người làm chương trình, xin rất cảm ơn các ông bà đã tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bà Nguyễn Thị Thanh Hà. Để nói về sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp Hưng Yên trong thời gian qua thì bà chia sẻ về điều gì ạ? Tôi thật sự ngưỡng mộ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian vừa qua, mặc dù trải qua vô vàn những cái khó khăn vướng mắc, kể cả những cái khó khăn từ khách quan và chủ quan, nhưng mà cộng đồng doanh nghiệp chúng ta vẫn nỗ lực để vượt qua được những cái khó khăn này. Trải qua các cái cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu như năm 1998, năm 2008 và thời kỳ này nữa, thì đây là giai đoạn khó khăn nhất đối với doanh nghiệp. Bên cạnh mấy năm Covid thì còn cả chiến tranh Nga, Ukraine và rồi những cái chính sách về tài chính, tài khóa để đảm bảo kiểm soát cái lạm phát trong nước và đảm bảo tăng trưởng một cách bền vững của chính phủ, của quốc hội, thì doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng ít nhiều trong cái việc tiếp cận với các nguồn vốn, rồi các cái quy định về các quy định mới về phòng cháy chữa cháy cũng là những cái làm cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động. Với sự nỗ lực của chính bản thân các doanh nghiệp và những người lãnh đạo doanh nghiệp đã tìm kiếm được những cơ hội mới và tìm kiếm được những cái đơn hàng, tạo công ăn việc làm, đảm bảo được thu nhập cho người lao động và cũng đảm bảo một phần an sinh xã hội, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Hưng Yên đạt được như ngày hôm nay. Với tất cả những sự cố gắng nỗ lực của từng doanh nghiệp cũng như là sự hỗ trợ tích cực từ các ban ngành, các cấp chính quyền cũng đã giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta vực dậy và phát triển được. Thưa ông Nguyễn Văn Hoan, với tư cách là một doanh nghiệp trong số hơn 16.200 doanh nghiệp trong toàn tỉnh, được biết dù khó khăn là không hề nhỏ, thế nhưng đến nay thì doanh nghiệp cũng đã vượt qua và duy trì ổn định sản xuất. Vậy thì xin ông có thể cho biết kinh nghiệm vượt khó rút ra từ bản thân doanh nghiệp của mình ạ? Trong những năm vừa qua, nhờ vào cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước về sự quan tâm của các cấp, các ngành đã tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp được phát triển. Từ đó, công ty chúng tôi cũng đã đầu tư công nghệ mới để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường trong nước và ngoài nước. Trong 10 năm gần đây, doanh thu công ty của chúng tôi luôn luôn đạt năm sau cao hơn năm trước. Năm 2023, do ảnh hưởng của chiến tranh, nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái, nhưng với sự quyết tâm của ban giám đốc cùng với tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và đề ra những phương hướng của những năm tiếp theo. Vâng, thưa quý vị và các bạn, 9 tháng đầu năm 2023, kinh tế thế giới trên đà suy thoái ngày càng sâu hơn, thị trường xuất khẩu giảm mạnh cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của doanh nghiệp trong tỉnh Hưng Yên cũng như là của cả nước. Thế nhưng Hưng Yên vẫn trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư cũng như là nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp. 9 tháng, tổng sản phẩm GRDP của Hưng Yên tăng 8,61%, đứng thứ 10 trên 63 tỉnh thành phố cả nước. Thu ngân sách đạt gần 24.000 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch cả năm, trong đó thu nội địa đạt 21.000 tỷ đồng. Thu hút mới 32 dự án trong nước với số vốn đăng ký khoảng 11.000 tỷ đồng và 34 dự án nước ngoài với số vốn hơn 420 triệu đô la Mỹ. Đến nay, tổng số dự án đầu tư vào tỉnh Hưng Yên là gần 2.200 dự án với tổng số vốn khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp dù chưa xong hạ tầng nhưng đã thu hút nhiều doanh nghiệp quan tâm đến đầu tư. Hiện chúng tôi có 23 nhà đầu tư làm biên bản ghi nhớ thuê đất, tiềm năng thu hút đầu tư sắp tới vào khu công nghiệp là rất tốt.
Tính về mặt biên bản ghi nhớ thì sẽ phủ được khoảng 2/3 diện tích. Khó khăn được dự báo vẫn còn nhiều ở phía trước, thu hút vốn đầu tư ở nhiều địa phương cả nước bị chững lại. Thì những con số biết nói, cùng đánh giá tốt của nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài ở trên đối với Hưng Yên là minh chứng, chứng minh sức thu hút với các nhà đầu tư. So với nhiều địa phương khác ở vùng đồng bằng sông Hồng thì cái tốc độ tăng thu ngân sách của Hưng Yên là một cái thành tích lớn. Và như vậy là rõ ràng là điều này thể hiện là cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Hưng Yên nó rất là hiệu quả. Vâng, Hưng Yên được các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đánh giá cao về tiềm năng, về lợi thế phát triển. Vậy thì bà có lời khuyên gì với cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, thưa bà Nguyễn Thị Thanh Hà? Để trở thành bạn hàng hay là thành đối tác của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài hay là những tập đoàn lớn, thì đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Hưng Yên chúng ta cũng cần phải có sự đột phá, có sự thay đổi và phải có sự định hướng phát triển bền vững, đầu tư thêm về mặt công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời là quan tâm tới cả người lao động. Đấy là những tiêu chí để các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn nước ngoài họ lựa chọn đối tác, bạn hàng. Quan trọng là làm thế nào đấy để mà các đối tác nước ngoài họ luôn luôn lựa chọn mình, đúng không ạ? Là đối tác đấy. Của họ. Vâng, là một doanh nghiệp thì thưa ông Nguyễn Văn Hoan, ông có đánh giá gì về sự hỗ trợ đồng hành của chính quyền tỉnh Hưng Yên đối với doanh nghiệp ạ? Sau đại dịch năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp lại phải đối mặt với xung đột chiến tranh giữa Nga và Ukraine, nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cộng đồng doanh nghiệp của cả nước. Từ đó thì chính phủ, thủ tướng chính phủ đã có những chính sách chỉ đạo ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại giảm lãi suất để phục hồi nền kinh tế. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp các ngành trong tỉnh Hưng Yên giúp doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong mấy năm vừa qua thì Hưng Yên có bước tiến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, cải thiện về môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp. Sự đồng hành của chính quyền địa phương tỉnh Hưng Yên cũng đã thu được những trái ngọt. Trong những năm qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh Hưng Yên quyết tâm ở mức cao nhất thực hiện nhiều giải pháp vừa đẩy mạnh cải cách hành chính, vừa cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao. Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ 14 trên 63 tỉnh thành phố cả nước. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước xếp thứ 6 trên 63 tỉnh thành phố. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công xếp thứ 11 trên 63 tỉnh thành phố. Tôi cho rằng tỉnh Hưng Yên đã có sự hỗ trợ rất kịp thời và hiệu quả cho các doanh nghiệp trong những năm gần đây. Với tư cách là một nhà đầu tư, tôi đánh giá rất cao sự giúp đỡ này và mong rằng Hưng Yên sẽ tiếp tục duy trì sự hỗ trợ này, tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Qua 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh Hưng Yên ghi nhận có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, đưa tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên trên 16.200 doanh nghiệp. Cùng với đó là hàng loạt các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới đang xây dựng nằm theo các trục giao thông trọng điểm của tỉnh, chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp Hưng Yên tăng tốc. Tôi cũng được biết rằng tỉnh ủy và ủy ban nhân tỉnh đã có những cái chiến lược đầu tư rất là mạnh và đã tạo sẵn sàng cho các nhà đầu tư với những khu công nghiệp mới và với những khu công nghiệp có sẵn sàng những cái tất cả những cái cơ sở tầng rồi, thì đây là cái điều kiện rất quan trọng cho cái việc các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư ở đây. Với sự cầu thị, lắng nghe tiếng nói từ doanh nghiệp, Hưng Yên vẫn đang nỗ lực không ngừng nghỉ để là điểm đến tin cậy, đem lại thành công cho các doanh nghiệp và đầu tư. Chắc chắn cộng đồng doanh nghiệp Hưng Yên sẽ có nhiều đột phá trong thời gian tới cả về số lượng và chất lượng. Vâng, thưa bà Thanh Hà, qua phóng sự vừa rồi thì bà có niềm tin gì vào sự đột phá của doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới ạ? Có thể nói rằng là với cái sự quan tâm như vậy, cộng thêm với những sự nỗ lực để cải cách các thủ tục hành chính hay là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian vừa qua của các cấp lãnh đạo đảng và chính quyền, các cơ quan ban ngành trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Hưng Yên sẽ có cơ hội để bứt phá. Với ông Nguyễn Văn Hoan thì ông suy nghĩ như thế nào ạ?
tôi hy vọng rằng là cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chúng ta sẽ hoàn thành thắng lợi các cái mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và tạo đà cho những năm tiếp theo. À vâng, với những lợi thế đã và đang được khai thác để tạo động lực tăng trưởng cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cũng như là sự sáng tạo của mỗi doanh nghiệp thì chúng ta đều tin tưởng rằng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên sẽ có nhiều đột phá trong thời gian tới, xây dựng Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2037, thành phố thông minh, thành phố đáng sống vào năm 2050. Và đến đây thì thời lượng của chuyên đề chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 với chủ đề Doanh nghiệp Hưng Yên đột phá xin được tạm dừng tại đây ạ. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay và chúng ta cùng chúc cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của Hưng Yên và cả nước đạt được nhiều đột phá mới trong sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.